Xin chào các bạn nhé. Trong video lần này thì tôi sử dụng thiết bị bay trên cao để có thể quan sát được toàn bộ khu vực thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức này. Đấy, như các bạn nhìn thấy này, tôi đã lùi lại, mình lùi lại và xem. Đây chính là cái cổng tam quan hoành tráng to khủng khiếp của cái thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức này. Đấy. To lắm các bạn ạ. Thiền viện này được khởi công xây dựng trên nền chùa kim cổ cũ nhé. Sau khi khai quật xong, và thiền viện được khởi công vào tháng 4 năm 2010, cái năm mà có sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhưng mà công trình này thì không liên quan đến Hà Nội, tại vì công trình này ở Vĩnh Phúc mà, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc nhé. Đây. Thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây. Và cái nền chùa cổ đấy, chùa Kim Tôn. Đây. Chùa này thì khu vực thiền luyện thì hoàn toàn trên núi cao nhé. Đấy, xung quanh các bạn xem, đây, toàn núi cao đây. Đây là những thông tin tôi nói lại, tại vì có video quay thiền viện cụ thể rồi. Đấy, tôi cũng nói rồi, thì những người nào chưa xem thì tôi có thể tôi trình bày lại cho mọi người biết thêm thông tin về cái thiền viện này. Cái chùa Kim Tôn cổ này được xây dựng vào khoảng thời cuối nhà Lý nhé. Và khoảng năm 1010 đến 1225 đấy. Đầu đời Trần. Đây chính là cái giai đoạn phát triển cực thịnh của Phật giáo Việt Nam. Và ngày xưa thì gọi là nước Đại Việt này. Khu vực này thì trước đây là một trung tâm Phật giáo lớn nhất của tỉnh Vĩnh Yên, Vĩnh Phú xưa. À, năm 2009 thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành khai quật khu vực chùa cổ Kim Tôn này, và thấy rất nhiều hiện vật gồm các loại gạch ngói, đồ gỗ gốm sứ, chất liệu hoa văn trang trí các hiện vật này có nhiều đường nét tương đồng với các vật liệu xây dựng ở tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô đấy, và Hoàng thành Thăng Long đấy. Từ những cuộc khai quật về lịch sử khảo cổ này thì mình có ý tưởng phục hồi và tiếp nối tiếp là xây dựng khu vực thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức này trên cái khu vực nền chùa cổ đấy, để tiếp nối tiếp được cái giá trị Phật giáo của khu vực vùng đất này. Đấy, như các bạn xem này, một khu đập nước rất là lớn phía trước này. Đấy, chùa hướng về hướng Tây nhé, tất cả khu thiền viện hướng về hướng Tây. Đây. Hồ nước rất lớn, đập nước này. Và xung quanh là các dãy núi bao quanh, thì núi này là núi độc lập thôi. Các này. Đây là dãy núi Sáng Sơn. Đây. Núi tên là núi Hình Nhân nhé. Đấy, núi Sáng Sơn thì phía bên phải, phía bên trái màn hình các vị nhìn đấy, thì còn một khu núi cao hơn nữa, một số đỉnh cao hơn nữa, nhưng đây là núi Hình Nhân. Đấy, con đường đi lên này, đấy, con đường đi men theo nhé, từ đầu đập này đấy, men theo ra này đấy, vòng vòng ấy, cong cong lên đấy, thì đến cái đoạn là gần đi bộ đấy, gần cái bậc thang đi bộ là cái đoạn gửi xe đấy. Đường này còn đi lòng vòng phía bên trong nữa, thì bên trong là các hộ dân người ta sinh sống và canh tác ở trong đấy, trồng lúa, trồng rừng. Rừng ở đây thì đa phần là rừng bạch đàn đấy, những cây bạch đàn, những cây keo, nói chung đất đai nó cũng cằn cỗi, không có những cây cổ thụ lớn. Qua quá trình khai thác thì không còn nữa, thành cái rừng sản xuất hết rồi. Như các bạn đã nhìn thấy là cái khu Tam Bảo và khu Chánh Điện chính ấy, đấy là khu ngoại viện nhé. Khu ngoại viện có nghĩa là nơi tiếp đón khách khứa các thứ đấy. Còn khu bên phía tay phải và nhiều những cái nhà
khuất khuất bên trong ấy, đấy, cái góc bên phải màn hình ấy chính là khu nội viện nhé, đấy, khu tăng ni Phật tử ở, đấy, ở riêng trong khu đấy, đấy, đây đường ô tô có thể đi lên thẳng lên chính điện nhỉ, đấy, ra khu nhà khách, cái nhà tòa nhà to ở cái góc bên trên kia, đấy, bên trái ấy, đấy, tòa nhà to đùng ấy, khu giảng đường đấy. Và mà trong cái video tập 2 thì tôi đã về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức là tôi đã quay ấy. Trong những phút cuối cùng của video là tôi có quay khu giảng đường ấy, đấy, để nhìn trên cao thì nó mới to khủng khiếp như nào các bạn ạ. Một công trình hoành tráng. Toàn bộ khung cảnh đây các bạn ạ. Tôi sẽ đi sang dần phía bên phải khu nội viện. Đây, các bạn có thể nhìn xem là cái hồ nước cạn thì tôi đã quay rồi. Đây, hồ nước cạn ra tiêu giao đường này. Rồi khu thiền đường kia đấy, cái tòa nhà to kia cả. Hôm nay thời tiết nắng đẹp nhưng mà nhiều mây mù các bạn ạ. Do vậy là nó không thật sự là video nó không thực sự là sắc nét lắm. Đấy các bạn xem từ cái khu ngoại viện này, khu Tam Bảo ấy, mà ra khu nội viện thì rất là xa đấy, hàng cây số luôn đấy nếu mà đi bộ. Và hiện nay thì vẫn tiếp tục xây dựng rất nhiều những khu riêng đấy, khu nội viện này, đi sâu tít vào bên trong này đấy, đến cái khu hồ kia là khu cuối rồi, hồ nước kia là khu cuối rồi đấy. Ở bên dưới thì vẫn tiếp tục xây tiếp đấy, máy xúc các thứ để tạo đường. Thì sang từ khu hồ sang bên kia là khu rừng trồng rồi, khu rừng sản xuất của người dân rồi. Tôi đoán là cái khu rậm rậm này thì mới để xây dựng thiền viện này. Đấy, chỗ ngay chỗ kia là rừng sản xuất của người dân, người ta cũng khai thác này. Đấy. Hiện nay thì vẫn tiếp tục xây dựng và khoảng vài năm nữa thì sẽ hoàn thiện dần. Chỗ này thì cũng xây dựng thoải mái luôn đấy, mấy chục ha thì rất là rộng. Rồi sau này sẽ có một cái ngôi chùa ở trên cái đỉnh núi này. Sáng thế rất là phong thủy nha các bạn nha. Phía trước là hồ nước, đằng sau giữa lưng vào núi, không gì có thể đẹp hơn. Đúng là lời hội tụ thanh khí của trời đất và là mạch nguồn tâm linh. Thường thì các công trình chùa chiền thời xưa thì cũng đã xây dựng ở những nơi phong thủy rất là tốt rồi. Hiện nay thì một số di tích đã không còn nữa nhưng mà vẫn còn nền móng những cái khu vực khảo cổ ấy, thì người ta lại xây dựng lên những công trình mới dựa trên cái nền khảo cổ đấy. Đàn rừng Bạch Đàn thôi. Gần như đi lại lại mấy lần rồi nên tôi cũng khá nhớ đấy, đấy. Góc bên trên kìa, cái tòa to to đấy, khu thiền đường đấy, để ngồi thiền đấy. Còn lối đi vào trong là cái khu đọc sách này, tôi cũng không nhớ lắm. Giống như tàng kinh các này, đấy. Có cái ao ấy, có cái ao cá này. Còn khu hồ cạn kìa, đấy. Nhà khách ở bên đấy. Cái khu mái tôn kia là khu của những người công nhân làm việc ở đây để ở, xây dựng các thứ này đây. Rồi là để vật liệu, những cái chỗ mà để những cái loại vật liệu mà tránh mưa.
Công trình này tuy là mới xây dựng nhưng mà tôi cũng thấy là khá là hài hòa với thiên nhiên, không mật độ dày đặc. Nhưng mà các bạn mà đi Tam Đảo ấy, các bạn biết là trên ấy, mật độ xây dựng dày đặc, giờ không còn cây cối mấy nữa, những cái khe nước, khe suối hay là cái hồ nước nó cạn hết cả nước rồi, rồi là cả cái Cam Thác Bạc nó thành thành cái nơi gọi là xả nước thải cống rãnh rất là thối. Còn nơi đây thì khá là đẹp, mọi thứ hài hòa hơn, rừng cây rồi là công trình các thứ là xây đẹp đẹp mà phù hợp với cảnh quan, nó không quá phá vỡ cái cảnh quan của khu vực này. Nơi đây thì khách du lịch cũng không có nhiều đâu, rất là ít, hôm nay thì gần như là chỉ có mỗi mình tôi là khách du lịch thôi, chắc phải có dịp lễ đặc biệt nào thì mới đông người. Và cái khu vực thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức này thì cũng là nơi để đào tạo Phật giáo nhé, hoặc là các khóa học thiền tu thì các bạn có thể tham khảo. Tại vì chùa thì cũng có những kênh mạng xã hội riêng đấy, kể cả website riêng đều có nhé, website riêng rồi là YouTube, Facebook các thứ có hết nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm về thông tin của thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức ở trên các trang mạng xã hội này chính thức của chùa. Làm truyền thông thì cũng không kém gì chùa Ba Vàng đâu, nhưng mà độ nổi tiếng thì không bằng đây. Đây, tôi sẽ bay qua chỗ này. Chỗ này thì là rừng núi nha các bạn nhá. Phía trên thì vẫn là cái khu khu rừng tạp đấy, gỗ tạp đấy, chứ chưa phải rừng trồng. Chỉ khu phía bên dưới mới là rừng trồng thôi đấy. Trong này thì vẫn có suối nước các thứ nhé, một dãy núi lớn. Sang phía bên kia là mặt bên tỉnh Tuyên Quang rồi, còn đây là mặt là tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Sông Lô. Thì trước đây thì chỉ là huyện Lập Thạch thôi, sau này thì mới tách ra huyện Sông Lô riêng. Và cái huyện Sông Lô này nổi tiếng với cái lễ hội chọi trâu hải lựu, lễ hội chọi trâu đã có hàng nghìn năm rồi, rất lâu rồi. Đấy, nhìn từ đằng xa đây cũng giáp ven sông Lô luôn, còn bên kia sông Lô chính là Phú Thọ. Toàn bộ khu hồ đây các bạn ạ. Ở đây thì ánh sáng nhìn khá là chói nên khó nhìn đấy, các bạn nhìn thấy dòng sông Lô tít đằng xa không đấy. Những hôm thời tiết đẹp và ít mây mù này thì có thể nhìn cảnh vật từ xa rất là đẹp, nhưng hiện nay thì mây mù nhiều và cũng do quá trình ô nhiễm khí bụi các thứ nữa, nó không được trong như ngày trước nữa đâu. Chỉ có đợt nào mưa lớn hoặc là khu vực sau đợt là gió mùa về thì trời thời tiết nó đẹp nên một tí, nó trong xanh một chút. Chứ hiện nay thời tiết miền Bắc đa phần là mây mù như này, một lớp mù. Bản thân thì đã có sương mù rồi nhưng kết hợp với khí bụi nữa thì vào thì nó thành mù mù như thế này đây. Từ năm 2014 2015 đã xuất hiện hiện tượng này khá là nhiều rồi. Này, khá là hoành tráng và đẹp. Đây kia là bãi gửi xe đấy. Bãi gửi xe đất, bãi đất trống đây cả. Phía bên góc trái này các bạn này, đấy đến là khu các bạn gửi xe ô tô các thứ, ô tô to nhé, khoảng 5-60 chỗ vẫn lên bình thường nhá. Đường ở đây cũng không dốc lắm đâu, đường vừa không dốc mà đường bê tông làm thì cũng rất là chắc chắn, đoạn cua cũng không quá cua do vậy là không nguy hiểm. Nếu mà đi thiền viện Tây Thiền thì có một số đoạn cua nguy hiểm lắm. Đây sao nhìn rất là hoành tráng, riêng cái độ bậc thang đi thì khỏi phải bàn, đây bậc thang cao lắm, leo mỏi chân luôn, nghỉ mấy chặng rồi mới leo được lên cái chỗ cái cổng tham quan kia. Cổng tham quan kia mà buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn thì tuyệt vời luôn đấy, quá tuyệt vời luôn. Mày thấp dần xuống xem thế nào.
gần như là mọi người không có đi cái đường bậc thang này lên đâu, đa phần là đi cái đường cho xe máy lên thôi, để cung cấp thực phẩm các thứ rồi là đồ dùng các thứ cho khu thiền viện này. Khách khứa người ta đi đường đấy lên, còn khách du lịch thì đa phần là đi theo cái đường bậc thang này lên, rất hoành tráng đấy. Cổng tham quan rất là to, hai bên toàn là cỏ nhé, cỏ trồng cỏ Nhật là nói cỏ xịn đấy chứ không phải là cỏ lởm lởm đâu, toàn đồ xịn hết thôi các bạn ạ, cả những cái gạch ốp tường các thứ nữa, rồi là đá lát nữa, đá lát hoa văn, toàn đồ đẹp cả, đá nguyên khối to. Đây thì trong video này tôi có quay lại toàn bộ cảnh quan của cái thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức nhé. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì các bạn ấn đăng ký kênh ủng hộ, like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Trân trọng cảm ơn ạ.